Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 1 giờ 30 phút uh, chiều PM Ngày 27 tháng 6, 2023 uh, Mình chỉ có nằm trên cái nền tảng này thôi nha Chỉ có một cái nền tảng, ok Là Twitter ở trên đây TikTok, Facebook mình không trả lời nha Mình ít khi trả lời lắm, ok Nên uh, đừng cố gắng mà uh, liên lạc với mình trên đó Ok, chỉ trên này thôi, ok uh, Ok, vậy là vô rồi tối hôm qua mình đã gửi cho bạn uh, hồi hôm qua chứ mình có gửi cho bạn một cái video nghe video uh, về uh, giá của bitcoin, ok? thì uh, bây giờ mình bổ sung thêm chút xíu này cho bạn, ok? thì bạn nhớ đi theo tập, nghe? đừng có bỏ lỡ một cái tập nào hết, bởi vì nếu bạn bỏ lỡ vài tập thì bạn sẽ không hiểu được hết câu chuyện. cho những bạn mới bước vô đây thì ít nhất coi từ 10 đến 15 tập vừa rồi, uh, bạn coi tập uh, của bitcoin hoặc là bạn coi của tập ethereum, hay là bạn có thể đi sâu xa hơn nữa và không chỉ vậy nữa qua lúc mà bạn đi sâu xa hơn nữa thì bạn có thể xác thật được thông tin luôn giống như trong cái video đó hai tuần trước ba tuần trước anh đen đều nói như vậy thì chuyện đó nó có sẽ xảy ra hay không ok thì tự mình chấm điểm luôn ok thì đó là một cái cách xác thật thông tin để gọi là tương lai gọi là có một cái niềm tin hơn ok à, và hồi tối hôm qua mình có làm cho bạn một cái video nghe là video quan trọng nhất trong buổi trong 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 uh, video quan trọng nhất bạn phải xem nha thì Coi cái video đó nghe cho những người nào mà um, nói chung là uh, Ngay bây giờ thì mình đang khó khăn hay là một cái gì đó thì đang coi cái video đó. Ok nó mình nghĩ nó có rất là nhiều ý nghĩa cho bạn. Ok, tiếp tục. Uh, mình sẽ lướt. Ok, dominance ngay bây giờ là 51%, nghe 51.65%. Ok. Uh, 2 năm vừa rồi, rồi ria lên tới đây nghe, đây. Ở đó là 47.5, 48.5 là nó đi một cái vèo đi xuống, một cái vèo đi xuống, một cái vèo, đi xuống, một cái vèo đi xuống. Ok, mình tập đi lặp lại cả ngàn lần rồi. Ok nó vớ vẩn ở đây rất là lâu ok thì mình nói là rất là bullish ok không chỉ vậy nữa nó đang nằm trong cái hình hài w ok mà hình hài w thường thường đi một cái vèo lên vừa rồi nó cũng đã có một cái tín hiệu đi một cái vèo đi lên ok à, thì tương lai này nghe mình nghĩ là nó sẽ lên tới tới đây lận nghe nó lên tới 50 mấy 60 mươi lận ok năm mươi năm ok năm tới đây lận ok thì à, tương lai này ok đồng tiền đồng tiền sẽ chạy càng ngày càng chạy vô bitcoin nhiều hơn ok đồng tiền à, nó sẽ rời những cái đồng à, vớ vẩn nghe shit cái đồng rác, rưởi ok chạy vô bitcoin ethereum rồi sau đó là đồng tiền của ethereum sẽ chạy vô bitcoin luôn ok là lúc đó bitcoin mới lên đến đỉnh ngà ngà gọi là cái đỉnh kế tiếp của nó ok rồi sau đó nó mới ngồi lại ngồi lại ok thì đồng tiền sẽ luân chuyển vào những chỗ khác nha à, những đồng altcoin sau đó ok chừng nào bạn thấy mà cái cái đo của bitcoin á, từ từ trên đó, đầu trên đây nè đi xuống lại á, thì lúc đó mới là mua mua altcoin thì lúc đó nó mới có sự bay bổng mảnh à, mạnh bạo ok ngay bây giờ nó cũng có bay nha, có vài đồng nhiều lúc nó vẫn bay, nhưng nói về về bay lên tới 100%, 200%, 500% trăm á thì ngay bây giờ không có ở đây nha. Nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Ok, nhắc đi nhắc lại mà trước khi cái đo mình này nó bay lên trên đây luôn, ok? Cả tháng trước rồi. Ok, tiếp tục. Ngay bây giờ mình đang nằm ở trong cái khung 4 giờ. Giá Bitcoin là 30.251, ok. Mình đang nằm trong khung 4 giờ á thì để cho cho coi cái hình hại nó rõ ràng hơn. Đây là sóng 1, sóng 2, sóng 3 số 4 Ok, tắt hết tất cả mọi thứ Thì đây số 1 nè, sống 2 nè Thì mình nói là cái sống 2 á Ok, nó gọi là nó nó sẽ cạn hơn cái sống 3 À, sống 4 Ok, thì đây nó vừa rồi nó xuống nè Và cái sự xuống này á Thì nó sâu hơn cái này Ok Và tối hôm qua lúc bao nhiêu giờ sáng á Mình cũng vẽ lên một cái hình cho bạn đây Ok Bạn thấy nó sâu hơn không? Nó sâu hơn chút xíu Còn cái này nó nó khá là cạn Ok Thì Thì Nó Nghe giống như là nó thì thường nó cái xác suất ngay bây giờ nó đang nằm ở sóng 4 á, thì đúng hơn ok bởi vì nếu mà sóng 5 đâu ở trên đây luôn á thì đáng lẽ nó phải đi xuống rất sâu nếu mà sóng 5 đã kết thúc trên đây luôn á ok mình nhảy vào cái khung một giờ đi ha một giờ gì vậy coi không ok nếu mà sóng 4 là kết thúc ở đây nha mà sóng 4 là mình kéo nó dài tới đây lần nhưng mà mình nếu mà là kết thúc ở đây ok và sóng 5 nằm đây thì có nghĩa là cái sóng hồi này á ok nó phải xuống tới nó tới 26.200 lần nó rất là sâu ok nó, nó sâu ok nhưng mà nếu mà cái sóng số 4 này á là nó đang vẫn còn đang diễn ra ok đang diễn ra thì sóng số năm sẽ nằm sẽ tiếp tục thì mình đang gọi là mình đang dựa theo cái đó nhiều hơn nghe mình đang nghĩ cái đó là cái đang nó nó đang xảy ra ok thì mình nhảy qua khung 4 giờ đi lại đi ha Ồ, nhảy là lại thì nó rối ok không sao mất xíu Ok. Thì đây, ok thì nó ok theo mình uh, suy nghĩ ngay bây giờ, ok và nó thấy nó trường hợp nó nó đúng hơn, ok. Thì đây là sóng 3 và đây là vẫn là sóng 4. Ok. Và cái sóng 4 này á nó có thể xuống thêm chút xíu nữa, nghe nó xuống thêm chút xíu nữa, nhưng mà nó đóng tầm á nó đóng tầm cả 29.700, 29.100 thôi. Bởi vì sao? Bởi vì sao những tiếng biết bao nhiêu từ cuối tuần đến giờ nó xuống không được bao nhiêu hết bạn thấy nó không xuống được bao nhiêu hết bởi vì nó nói lên cái câu chuyện là cái xuống bao nhiêu là người ta mua vào bao nhiêu à <laughs> xuống bao nhiêu là người ta mua vô bao nhiêu à bởi vì vậy bitcoin nó khá là hàng hiếm mà đúng không à, và tất cả những cái đồng tiền đang rót vô nó ok có thể là những cái đồng tiền đang của của ethereum để mình kiểm tra cũng đang rót vào nó luôn ethereum nghe bây giờ thì rất là yếu nghe vừa rồi nó rút nó rút mạnh hơn bitcoin luôn thì mình cũng đã nói rồi tất cả những nguồn tiền từ đây tới bitcoin bitcoin háp sẽ rút vô bitcoin hết ok và mình nói tháng này qua tháng nọ luôn rồi ok thì nó chuyện đó nó đang xảy ra ethereum cũng yếu những cái đồng altcoin thì cũng yếu ok riêng bitcoin thì nó gọi là nó không có xuống không xuống không xuống nhiều thì đây à, thì cái đợt này á mình nghĩ cái số 4 vẫn đang xảy ra nghe mình đang suy nghĩ là số 4 đang xảy ra và nó tập nó nó chống đâu khoảng cỡ hai con số này thôi chứ cũng không um, khó lắm khó lắm mới chống được con này xuống tới đây Nghe mà xuống tới đây cẩn thận là nó đi một cái vèo đi lên xuống tới 29.100 có thể xác suất là nó đi một cái vèo đi lên nên cẩn thận nha. Xuống tới đây những con số này á, thì có thể là mua gom được từ từ, mua gom vô từ từ thôi. Ok, 5, 10%, 15%. À, rồi, tới cái tín hiệu mà nó đi lên á, ok, thấy mà nó bộc lộ lên á thì chỗ đó là mình thu gom vào thêm chút xíu nữa để lên đỉnh để mình bán. Đỉnh là đâu? Đỉnh là những cái chỗ này nha. 31 À, vừa rồi là 31 ngàn đúng không 34 ngàn rồi 34 ngàn 400 Ok 32 ngàn Ok 32 ngàn Nhớ là những cái con số này mình đưa ra Là bạn phải đặt cái lệnh 100 tới 200 đô cho nó chắc chắn 100 tới 200 đô trước những con số này Cho một ví dụ là mình đặt Mình nói là 32 ngàn 200 Thì bạn đặt lệnh cỡ 32 ngàn thôi Hay là 32 ngàn 100 thôi là tối đa Nha. Ok ít hơn giống như 31 ngàn Thì đặt là 30 ngàn 900 thôi Lúc nào cũng vậy hết cái đó là cái phương án của mình là chia sẻ cả, cả bao nhiêu tháng trời ok cho những người mới thì người ta không biết ok kháng cự thì giống như ở đây giống như mình đề mình để là 28.100 thì bạn đặt cái lệnh 28.200 ở đây kháng cự à, chống lưng thì cộng thêm 100 kháng cự thì giảm đi 100 tới 200 ok nó là vậy gọi là mình chơi chính giữa thôi đó mình không có cần à, bắt đỉnh và bắt đáy nó là vậy nhớ là chống lưng cộng thêm nữa nha cộng thêm 100 nữa cái okay? 100 nữa kia okay, cho nó xuống 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 đúng không? Thì mình đặt là 28.200 chứ không phải là 28.100. Nó là vậy. Ok. Thì ngắn gọn số 4 đang xảy ra. Chống được đâu khoảng cỡ hai con số này nè. 29.700, xác suất là đã đáp cánh ở 29.700 hay là 29.100. Xác suất đáp cánh ở 29.100 cao hơn, sau đó đi một cái vèo đi lên. Ok. Nếu nó vẫn giữ được trên 28.500 lên lên và lên. Vậy thôi. Ok. Còn mà nếu mà nói mà sóng số 5 nó đã kết thúc ở đây rồi á Ok sóng số 4 ở đây Sóng số 5 ở đây rồi á Thì cái cái pullback này á Nó xuống tới 26.000 lận Nhà nó xuống tới 26.200 lận Ok Nhưng ngay bây giờ bởi vì những cái chống lưng Những cái này nó còn chưa vượt qua Nó chưa đánh vỡ nữa Thì mình nghĩ cái xác suất là nó sẽ lên lên và lên Và đây là sóng số 4 và đây là sóng số 5 Sóng số 5 Ok à... Sống số 5 Ok thì sống số 4 Ờ, sẽ chống ở 29.700, 29.100, xác suất là 29.100 sau đó nó quay đầu đi lên. Vẫn nằm ở trên 28 28.500 lên lên và lên. Ok. Mình ghi vài thông tin xuống để mình coi thử mình còn cần giải thích một thêm một cái gì nữa không. Sau đó mình xin chấm hết và quay một cái video Ethereum cho bạn. Ok. Um, ok, sóng số 4 vẫn còn ở đây okay. BTC thì rõ ràng rồi Gọi là Uh, mạnh hơn Ethereum rất nhiều. Ngay ngay và vừa chuyện đó thì là không phải là chuyện mới mình đã nói cho bạn uh, bao nhiêu tháng trước luôn rồi. Ok. Uh, ok. Vẫn giữ được trên 28.500 giống như cái video vừa rồi thôi là lên lên và lên. Ok. Uh, sau đó nha nhớ là sau đó là mình uh, xong cái số xóm số 5 nhà sóng thì mình vẫn có ba cái pullback 1, 2, 3 và mình sẽ bắt đáy của cái pullback nha bắt cái đáy của cái pullback 1, 2, 3 bắt cái đáy của nó để đu định lên để chốt cái đơn kế tiếp là lên tới khoảng, khoảng 40 ngàn ok hoặc hơn ok thì cái đó là cái kế tiếp kế tiếp ok vậy thôi đó là tất cả những thông tin mình muốn chia sẻ cho bạn trong ngày hôm nay ok trong cái không phải ngày hôm nay trong cái video này ok tối ngày tối thì rõ ràng mình sẽ làm một cái video nữa cập nhật cho bạn ok về giá của bitcoin vậy thôi 30 200 ok có nghĩa là những, những gọi là những từ chủ nhật nghe từ thứ thứ bảy chủ nhật đến ngay bây giờ là hôm nay là ngày thứ ba rồi ba Việt Nam nhưng mà uh, vẫn là thứ hai bên Mỹ uh, thì bên bên Mỹ ngay bây giờ thì chỉ là 1 giờ 1 giờ sáng thứ ba hả một giờ sáng thứ ba ok thì uh, thì thì nó khá là bullish nghe nó giữ nó giữ 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 cũng giống như là nó giữ ở đây giữ 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 ở đây ở đây cả tháng bao nhiêu tháng trời mình nói với bạn là nó rất là bullish nó sẽ đi lên và cuối cùng nó cũng đã đi lên ok uh, và cái vấn đề mà gọi là ngưng lãi suất vừa rồi đúng không? cái sự chậm trễ chút xíu nó bay nó thì nó cũng là vậy nghe. Okay? thường thường thì mình cũng đã nói là uh, nếu nó ngưng thì nó sẽ bay nghe ngưng lãi suất nó sẽ bay nhưng mà có thể là nó sẽ chậm trễ cái gọi là cái tín hiệu giá đi lên nó nó chậm trễ hơn chậm chễ hơn nó sẽ nó đi theo nó đi uh, thường thường nghe ngưng lãi suất thì giá phải bay ok giá phải bay nhưng mà thường thường nó bay là nó bay ngay lúc đó nhưng nhiều lúc nó sẽ chậm trễ hơn thường thường uh, 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 lúc mà nó ngưng lãi suất nghe uh, fed lưng ngưng lãi suất thì nó có thể bay bổng bất cứ cái cái hướng nào nó bay nhưng mà sau một thời gian nó ổn định định lại thì nó sẽ bay theo cái hướng nó cần bay ok nhưng nhưng không có nghĩa là tương lai này nó 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 không có sập nghe mình mình sẽ uh, tiếp tục cập nhật thông tin cho bạn ok bởi vì sao ok uh, đang mấy cái ông nội ở trên uh, ở bên uh, ở bên fed á, ông nội chứ không phải là powell thì đang suy nghĩ là đang, đang cố gắng ok đẩy thêm 50 nữa ok có hay không có hay không ok thì những cây những cái tuần tới đây mình sẽ chia sẻ cho bạn ok ngay bây giờ thì cứ nhảy vô nhảy vào ra nhảy vô nhảy ra dựa theo những cái tín hiệu của mình dựa theo những cái kháng cự của mình chốt đơn chốt đơn đã ok và chúc mừng cho những người đã chốt cái đơn 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 vừa rồi ok vậy thôi xin chào mọi người